hồi nãy do ông ghẹo nó nè. Nhưng mà nó đâu phải người đâu, tao ghẹo nó đâu biết gì đâu. Ông Nhí ơi. Ui. Ông Nhí. Ông Nhí ơi. Ông Nhí ơi, ông Nhí à, có ở nhà hay là không? Trời đất cơ, mới sáng sớm đang làm cái gì đó cha nội. Ông Nhí ơi. Hên quá không có ổng ở nhà. Tưởng ổng có ở nhà chứ. Hay ai ai. Ây da, mệt quá, trời nắng dữ á. Hộp bánh này đem qua để mà biếu ông Nhí nè. Để ở đây đi. Mình đi lại đây mình làm việc trước. Ây. Ông Nhí ơi, có ở nhà hay là không? Trời đất cao mới sáng sớm. Ngon lành luôn, khỏi cần nuôi mà vẫn có bọt à, quá đã, quá đã. À, mới có hai ổ, chắc chưa đủ. Thêm một ổ nữa đi. Ê, 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 cái thằng này mày làm gì vậy? Ủa, trời đất cao, ông đứng đây hồi nào vậy? Chứ mày hết chuyện luôn quá, mày múc mấy ổ bọt của con cá hả? Hay à, cho tôi vài ổ đi, đem về nhà bỏ vô mấy con cá cho ngầu. Mày lạnh quá. Cá mày không làm ổ bọt hả? Mấy con cá ở nhà tôi nuôi hoài mà không khi nào nó làm được cái ổ bọt gì hết. Cho nên là tôi nghĩ ra được một cách, đó là đi qua đây vớt mấy cái ổ bọt của ông bỏ vô. Khỏi mắc công nuôi mà vẫn có ổ bọt. Thằng này chắc bọn mày điên rồi á. Mày điên rồi á. Mày đừng có rảnh quá. Cái ổ bọt không phải của con cá mày á, thì mày đem về cũng như không à. Con cá ở nhà của tôi thì nó không làm ổ bọt, chắc là nó không được sung. Cho nên là tôi nghĩ ra một ý, đó là mình qua mình vớt ổ bọt của mấy con cá sung. Mình bỏ qua con cá không sung thì con cá sung nó sẽ trở thành con cá không sung. Còn con cá không sung nó sẽ trở thành con cá sung. Còn con cá mà sung nó sẽ không còn sung nữa. Con cá mà không sung thì nó sẽ sung. Mày bị gì vậy? Mày chắc bộ ai dựa mày hả? Mày quẩn quá. Ông nuôi làm cách nào mà cá của ông con nào cũng có ổ bọt? Không thể nào được. Cái này có thể là ông phun nước miếng vô nè, đúng không? Mày biết không rồi. Không, tự nhiên cá nuôi phun nước miếng gì ông chi? Sao nó có nhiều ổ bọt vậy? Cái này là tự nó làm đó. Tự nó làm á hả? Ừ. Rồi bây giờ không cho, không bán luôn hả? Cái này mày tự nhiên mày muốn mua mấy cái ổ bọt này hả? Vậy chia sẻ cho tôi cái cách làm con cá có ổ bọt đi. Thôi mày ơi, bữa nay là mày vô xui rồi. Sao xui? Vô trúng cái ngày là tao nghỉ ngơi rồi. Là sao ta? Là tao ốp công việc. Bữa nay tao nghỉ một ngày, cứ lâu lâu là một tuần hoặc là hai tuần tao nghỉ một ngày. Là một ngày đó không có làm gì hết hả? Không làm gì hết. Thì tôi đâu có bắt ông làm cái gì đâu, ông chia sẻ một chút xíu thôi. Tao nói cho mày. Mày chưa hiểu nữa hả? Chưa. Là trong cái đầu óc của tao tao dạt hết. Công việc rồi này kia là tao đem ra ngoài kia tao dục hết. À, đem qua hùng rác dục. Ừ, là trống lỏng á. Ngày mai ra lấy vô. Thì bắt đầu mày làm việc mày lấy mày gắn vô lại. Để mình tập trung. Gì kỳ vậy? Nói chung là chia sẻ đi. Tôi có món quà tặng cho ông đây. Quà nào? Thấy cái gì không? Biếu bánh cho ông ăn chơi. Dạ, bánh tay sữa hả? À, đây, mở ra, mở ra. Đó. Khui ra, khui ra. Chưa khui á nha. Ê, còn xíu luôn hả mày? Còn xíu luôn mà. À, ngon lành nha. Rồi. Chà. Có hộp bánh là chia sẻ hay là không? Đúng không? Thì đầu tiên á, mày nuôi cá thì đương nhiên mình có dự trữ nước. Nước sạch đã qua xử lý. Rồi. Đó. Còn cái thứ hai nữa, mà để con cá mà làm nhiều ổ bọt như vậy đó, là nó tự nước lá bàn. Nước lá bàn, mình ngâm trước. Ừ. Cái nước lá bàn á, mày phải để đủ ngày cho tao.
Mày phải chạy lọc con đó cho tao. Khi mà xong hết rồi lấy lọc ra để im nó, để cho nó lắng đi, rồi mày múc ở trên mặt chế vô đây nè. Là cho nó vàng vàng cỡ này là ok đúng không? Đúng rồi. Rồi à, là con cá tự động nó bị kích thích rồi. À, tại cái loại cá này mày hiểu không? Nó thích ở trong những cái nước mà tối vậy đó. Đó, thì nó mát, nó cho rằng ở trong đây an toàn. Ừ. Thì nó sẽ xây nhà. Rồi tôi hiểu rồi. À, cái này giống như là nó xây một cái lều để mà nó ở tạm nè. Ừ, đúng không? Thì cái cục bọt này khi nào nó mới tan ra? Nó không bao giờ tan. Khi nào mình thay nước mới hết. Ừ, quá hay. Mà mình vừa thay nước xong á là cỡ mấy ngày nó có ổ bọt ta? Nước lá bàn. Mày vừa thay nước xong á, nếu mà mày không chế nước lá bàn á thì nó sẽ không làm ổ. Ừ. À, nhưng mà mày chế vô đỏ nước lên cái nó làm ổ. Hay ha. Rồi, vậy là tôi hiểu rồi. Nói chung là cái câu hỏi này rất là nhiều anh em đặt cho tôi không biết, không biết trả lời làm sao. Cho nên là hôm nay đi qua đây để mà hỏi ông cho chắc cú. Thì cái cách nó đơn giản như vậy, anh em làm được hay không á là nó còn tùy theo cái nước và tùy theo cái lá bàn của mình nó như thế nào nữa. Đúng rồi. Rồi, khui bánh. Khui bánh gì? Khui bánh ăn đi. À, làm vậy cái đi. À, lột siêu, lột siêu. Đã ha. À. Ủa? Ủa sao sao cái này bị lỗi rồi mày? Ủa? Còn nè, còn bánh nè. Hôm qua tôi ăn tôi chừa cho ông đó. Cái này là khui rồi, tôi ăn rồi, nhưng mà chừa lại cho ông miếng. Đem qua biếu ông ăn lấy thảo đó mà. Trời ơi, cái thằng quỷ này. Mày cũng rảnh thiệt á. Vậy mày gán siêu rồi hả? Thôi đi về đi mày. Sao vậy? Về bánh. Sao vậy? Cho cái hộp bánh cũng không được hộp bánh nguyên nữa. Nói chung là tôi cho ông có một cốc bánh thôi, nhưng mà bỏ vô cái hộp cho nó ngầu. Ngầu ngầu cái gì? Mày có tâm mày cho hộp nguyên đi. Rồi, vậy tôi về tôi nói má. Nói má hôm nay là ông Nhí ông rảnh, ông không có làm gì hết. Ừ. Mày đừng có ở không nha. Mày nói tầm bậy bạ tầm ký đầu nè. Ông Nhí ơi. Ông Nhí ơi. Có ma ma qua. Hả? Nhí, có ông có làm gì không? Làm ra phụ quét với ba bà lá mai cho giờ tới chiều cho xong. Cái mà nó lá mai rồi dừng mai á. Nhá. Tiêu quét lại lên chiều cho xong á. Có làm việc của nó đâu phải ngày làm việc không? Dạ, để tụi con ra tụi con quét cho. Chứ mày cho. Tôi mệt ông quá, ông đừng có làm biến quá. Làm biến cái gì mà làm biến? Bữa nay là tao nghỉ việc, bữa nay tao nghỉ ngơi xả chết. Mày có hiểu không? Xả chết là cá thôi, còn công việc đằng trước nhà là mình phải làm. Nhưng mà mày kêu quá quá, mày kêu tao đi làm việc rồi. Thì đâu có biết đâu, tôi qua tôi nói vậy nè. Mama ơi, ông Nhí hôm nay ông nghỉ nguyên ngày luôn. Cái tự động bả đi qua bả kêu á, đâu ai biết gì đâu. Thì ra là mày hả? Đúng rồi. Mày qua mày thọt bệnh cho má biết phải không? Đâu có thọt gì đâu, nói thẳng mà thọt gì. Tao vừa rót nước ngọt bánh thái, tao tính tao nghỉ ngơi, tao thưởng thức một tí. Bây giờ mày kêu mẹ qua, mẹ kêu tao làm việc rồi, tao sao ăn uống gì được nữa đâu. Thôi chuẩn bị đi, anh em ra quải làm cho xong nè. Giờ tới chiều đó, nhiệm vụ tôi với ông đó. Còn ông Tư hôm nay đi đâu mất tiêu. Từ sáng tới giờ nghe công việc cái là trốn mất tiêu, không thấy mặt mũi đâu luôn. Hai cái thằng nó sướng mày. Ông khôn chứ sướng gì? Ông nghe công việc cái ông trốn, công việc cái ông trốn, ăn cái ông chạy về, ăn cái ông chạy về. Tao nói số người thôi. Ơi, cất vô chiều ăn. Ra làm cho xong đi rồi ăn. Cũng được nghỉ ngơi. Lá quá trời luôn, bây giờ anh em mình sẽ quét lá ra. Bây giờ làm việc như thế nào đây? Nói chung là cái vườn mai của ổng á, ổng mới cắt nhánh. Nè, ổng mới cắt nhánh nè, cho nên là lá nó rụng xuống. Lá nhánh rụng thì ông coi á, những cái chỗ này nè, lụm bỏ ra. Hiểu chưa? À, đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ làm cái lô này trước đi. À, lô này
đó. Đằng kia là ổng có để một con manakan, thì mình dựng tượng lên để cho chim đâu á, mấy con chim này kia nó không có đậu lên, nó ăn mấy cái búp. À, đủ chim đủ gì. Rồi đúng rồi, thì bây giờ làm sao? Ông hiểu ý tôi chưa? Hiểu rồi. Chù chà, ngừ bao. Bình thường ở quầy ruộng á là người ta làm ngừ rôm, chắc là ở đây không có rôm, ổng làm ngừ bao. Ổng làm để giữ cây vậy ổng á. Mà công nhận ý tưởng của ổng hay thiệt á. Con chim mà bay xuống thấy cái hình nộm này sợ liền. Nó không sợ đâu. Tôi nhìn tôi còn sợ mà. Ôi, đâu sợ. Ừ đúng rồi. Đừng có phá gãy bây giờ á. Sao làm việc cái này ơi. Làm cây này cũng được nè. Quá trời lá nè. Mày làm gì không giỡn nha. Cái gì? Cái con này nó cử động cha nội. Mày đừng có rảnh quá mày, không ăn canh sao cử động được. Nó cử động. Hồi nãy đá ông á là nó đá không phải tôi. Nắng quá nè. Ảo giác rồi đó. Mà hồi nãy chính xác là có người đá ông đúng không? Trời ơi, mày ghẹo tao phải không? Tôi không có ghẹo. Đi lại coi thử coi. Hay là kêu má đi, kêu má đi. Kêu má làm chi? Nói bà biết. Má bây giờ bà ngủ rồi. Từ từ ông nhí, chờ tôi với. Đi theo tao nè. Từ từ ông nhí. Tại sao nó cử động được? Hồi nãy do ông ghẹo nó nè. Nhưng mà nó đâu phải người đâu, tao ghẹo nó đâu biết gì đâu. Ông Nhí ơi. Ui. Ông Nhí. Nó là cái gì vậy? Ai mà biết. Tôi đã dặn ông rồi, đầu giờ chiều rồi làm, 12 giờ trưa mà đi ra giăng nắng làm. Giờ này là giờ lưng. Hình như là nó đi rồi. Thank you.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao tao biết? Ông không biết thiệt không? Thiệt. Cái này ông chơi tôi đúng không? Mày chơi tao phải không? Không có. Tao không phải mày, không phải gì là sao? Ai đó? Ai vậy? Ông Nhí ơi. Ủa? Ông Nhí ơi. Ông Nhí ơi. Cái ông này đi đâu mất tiêu rồi? Tôi hết hồn mày. Ông chơi mà ông chơi núp vậy không được nha. Sao mày không kiếm chỗ mày trốn đi? Trốn chi? Cái địa bàn này là cái địa bàn của mình, mà bây giờ mình đi trốn, mình để cho nó lộng hành hả? Đúng chưa? Đúng rồi. Bây giờ ông phải vượt qua nỗi sợ. Ông không sợ á thì ông không sợ, mà ông sợ thì ông sợ. Đi trước. Không sợ thì đi trước. Chậm thôi. Ông vừa đi, ông vừa hỏi coi là nó muốn cái gì. Ok. Tao mày đổi lại. Đổi lại hả? Là mày đi trước mày hỏi nó coi nó muốn cái gì. Ok. Ai vậy? Ngư là ai mà đi vô trong đây? Ông Nhí ơi. Tôi khổ ổng thiệt á, đâu mất tiêu rồi. Sao tôi mệt ông quá vậy? Hả? Tôi mệt quá vậy. Sao mày chứ mày tao trốn mày kín ra ngoài vậy? Đi ra hỏi nó xem là nó là ai. Ông trốn hoài vậy. Mày hỏi đi. Bây giờ tôi đi trước hay là ông đi trước nè? Bây giờ đương nhiên là mày đi trước rồi. Ok. Đi ra hoài tôi mệt đau mẹ nha, nhức quá tàm á nha. Không, đi ra hoài. Mày nắm đầu tao ra hoài vậy? Ông muốn mất cái chạy cá của ông hả? Đúng chưa? Đi ra tao, đi ra coi. Đi ra ngoài, đi trước luôn. Sợ cái gì mà sợ quá vậy? Thấy nó đâu có vũ khí gì đâu. Nó không có cầm cái gì hết thì làm cái gì mình sợ nó? Có không? Nó cầm cục gạch. Mày coi đi, nó cầm cục gạch. Nó cầm cục gạch mình đâu có sợ nó. Nó cầm một cục gạch, mình cầm hai cục gạch. Đi lấy. Có hai cục nè. Đi ra chơi nó. Chơi luôn. Tại sao ông chạy? Nó cầm 4 cục nè. Nó cầm 4 cục, mình cầm 5 cục. À, được. Đi lấy đi. Ê, phụ hộ hay gì vậy? Sao khiên dữ vậy? Đi ra chơi nó. Không được. Ai tập thấy nè, ấy nên bỏ đi mày, bỏ qua đi. Bỏ gạch đi. Đi ra nói lý lẽ với nó. Mày ra mày nói đi. Để tôi. Đừng có cười. Ghê quá ông Nhĩ ơi. Cái ông này đừng có cười. Ôi đất ơi. Mày giỡn tao mất ngày luôn hả? Ôi, chạy mệt quá.
Trời đất cơ, khổ thiệt á. Hay à. Mày nói thế cái gì thằng này? Vậy là ông Tư ông giả, không có sao. Đúng không? Trời ơi. Ông Tư mà đâu có sao đâu. Ờ hả? Hồi nãy mình sợ quá trời quá đất, bây giờ có sợ không? Hết sợ rồi. Mình đã vượt qua nỗi sợ, chủ yếu là xem phản ứng của ông như thế nào thôi, chứ đâu có cái gì đâu. Tao sáng dép vô cái miệng mày nè. Có lý do hết, có lý do hết. Bây giờ ông Tư cởi đồ ra đi, đi vô trong nhà, tôi nói cho ông biết cái lý do tại sao ông Tư ông giả thành mannequin ông dí ông. Mày vô mà giải thích không được là tao mày có chuyện với tao đó. Rồi, cởi ra ông Tư. Vô đây. À, đây à. Thằng này. Để tôi uống miếng nước xong tôi nói cho ông nghe. Nước, uống nước. Rồi bây giờ mày nói đi. Uống miếng nước đi cho nó khỏe cái đã. Rồi. Ông thấy trong người ông như thế nào? Xúc mồ hôi ra hồi nãy giờ thấy cảm giác như thế nào? Cái gì nó cũng có lý do hết. Đó. Hồi sáng ông nhớ ông nói với tôi cái gì không? Ông nói là ông đi ăn bún bò không có tiêu, nó lình bình cái bụng ông. À, đúng rồi. Còn bây giờ ông xem lại đi. Thế bây giờ nó tiêu rồi đó mày. Thì hồi nãy giờ hai anh em mình chạy vòng, đồ ăn nó tiêu quá rồi. À, hay. Khỏe chưa? Hèn chi bây giờ nó khỏe hơn hồi nãy, hồi sáng tôi mệt lắm cho nên tao nghỉ làm luôn đó. Tại vì ông ngồi có một chỗ à. Con người là phải cử động. Đó, phải tập thể dục. Mà hồi sáng giờ ông thức dậy, ông đi ăn sáng uống cà phê xong ông về ông đi vòng vòng coi mấy con cá ngồi một đống, làm sao có sức khỏe. Tôi bày ra cái chuyện này để cho ông chạy tới chạy lui tiêu quá cái bụng của ông. Hay chưa? Đúng rồi. Hay chưa, bây giờ tao thấy tao đói rồi đó. Đó. Ê, hay thằng này được. Có lý do hết chứ đâu phải hư không kẹo ông chi. À, được. Đúng không? Đúng rồi. Rồi. Ê, uống nước nữa không? Thôi được rồi, tôi về. Về tắm cái nóng quá. Tao đi dọn cơm ăn nè. Đó, bây giờ mình tắm, mình ăn cơm, nó khỏe chưa? Đó, chủ yếu là xem phản ứng của ông như thế nào thôi. Chính xác luôn. Ok. Rồi, thôi về ha. Thôi về bánh đi. Bye bye.